Vâng, em xin chào tất cả các bác. Thì em xin tự giới thiệu, em là Thủy. Vâng, chuyên mua bán các loại dòng xe cũ, xe lướt đời cao. Thì hôm nay thì em muốn giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc xe em vừa mới lấy về chiều qua. Vâng, đây là một chiếc Ford Everest bản Titanium một cầu biển tỉnh, sản xuất 2018, đăng ký lần đầu 2019. Tên tư nhân, chạy chuẩn 5 vạn. Vâng, biển Đà Nẵng. Thì chiếc xe này bên em đang chào bán với giá cực kỳ hợp lý. Thì các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ vào số điện thoại em để dưới góc màn hình, thì em sẽ để cho các bác một mức giá cực kỳ hợp lý. Và sau đây thì em sẽ tiến sát lại gần, thì mời các bác quan sát cái chiếc xe Ford Everest bản Titan một cầu này của em. Rất là đẹp. Em sẽ tiến sát lại gần này ạ. Gần như là sơn zin tuyệt đối luôn. Em vừa lấy về và xe gần như là không phải làm gì cả, nhưng mà em vẫn cho xe đi spa qua, gọi là dọn dẹp nội thất với khoang máy, để các bác lấy xe về thì chỉ việc đi thôi. Đó, các bác thấy không, nước sơn rất là đẹp. Đó, khá là mới. Chiếc xe này của em bao test hãng hoặc là gara bất kỳ. Và chiếc xe này của em hỗ trợ bánh 70%. Rất là mới luôn, lốp cũng rất là dày. Sau đây em mở cái phần nội thất, mời các bác quan sát qua cái phần nội thất của chiếc xe Ford Everest này. Và đây, rất là mới, chất xe 5 vạn, rất là đẹp. Vô lăng cần số. Đây là bên ghế lái, rất là mới. Và đây, sau đây em sẽ mở tiếp cái phần hàng ghế sau. Và đây là phần nội thất hàng ghế sau, rất là mới luôn. Đây là toàn bộ hình ảnh của chiếc xe Ford Everest bản Titan một cầu biển tỉnh. Và bác nào có nhu cầu thì hãy nhấc máy và gọi điện ngay cho em nhé. Em sẽ để cho các bác một mức giá cực kỳ hấp dẫn để có thể sở hữu được cái chiếc Ford Everest này của em. Và sau đây em sẽ kết thúc video. Thì ở video tới thì em, sau khi em đã spa qua, thì em sẽ gửi các bác thông tin cụ thể chính xác hơn, hình ảnh sắc nét hơn. Và sau đây em sẽ chào tạm biệt các bác.